Nhà đất Hồng Sơn, mến chào quý khách. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng đẹp trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review, giới thiệu cho quý vị một căn biệt thự sân vườn có hồ cá koi, có vị trí rất là đẹp. Một căn biệt thự sân vườn có diện tích chiều ngang 10m, chiều dài 43m, tổng diện tích là 430m2 sổ hồng riêng có 200 m thổ cư và chủ nhà xây full hết thổ cư quý vị. Căn biệt thự được chủ nhà thiết kế một trệt, một lầu trên cùng chủ nhà lập ngói và view sân thì được chủ nhà trồng những cây cảnh cây bonsai lớn nhỏ xen kẽ với nhau. Ở đây thì có rất là nhiều cây bonsai quý vị nhé. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồ Sơn đang có nhu cầu tìm kiếm mua nhà, nhà phố, nhà mặt tiền nhà biệt thự vườn, biệt thự phố, biệt thự kinh doanh hoặc là những giấy trọ lô đất mà xem được video của Hồng Sơn thì có thể xem thêm ở trên kênh YouTube nhà đất Hồng Sơn cũng như trên Zalo, Facebook, TikTok, Fanpage đều mang từ khóa nhà đất Hồng Sơn. Quý vị lựa chọn cho mình một sản phẩm ưng ý và thích hợp với nhu cầu của gia đình mình và quý vị hãy liên hệ với Hồng Sơn theo số 0973.114.255 để đi xem trực tiếp và biết chi tiết từng sản phẩm. Quay lại căn biệt thự này thì đây là mặt tiền căn nhà quý vị nhé. Biệt thự một trệt một lầu trên cùng chủ nhà lập ngói và cột cũng như mặt tiền thì được chủ nhà sơn cẩm thạch. Đây quý vị, hai bên là hai hàng rào chủ nhà xây cao tầm khoảng hơn 2 mét và hàng rào thì cũng được chủ nhà đắp phào chỉ rất là tỉ mỉ quý vị nhé và chủ nhà ưa thích trồng à, cây bonsai rất là nhiều ở đây thì có nhiều cây bonsai lớn nhỏ có giá trị có những cây thì à, vài năm có những cây thì có tuổi đời vài chục năm quý vị cổng thì được chủ nhà làm mà cổng hợp kim nhung đúc mặt tiền thì được chủ nhà đắp à, mặt tiền phù điêu và căn biệt thự này à, có hướng tây bắc quý vị có đường phía trước là đường thông tầm 10 m cả vỉa hè. Nhà này có địa chỉ tại à, phường Bạch Đằng thuộc à, thành phố Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Vị trí à, ngay với trường học, ngay với à, cầu Bạch Đằng quý vị nhé. Và đây là con đường phía trước này. Đường nhựa rộng tầm 10 m quý vị, xe hơi, xe ô tô di chuyển và tránh nhau thoải mái luôn. Kế bên đây sẽ có một cái trường học ở đây quý vị nhé cách nhà mình tầm khoảng 5 70 mét thì ở đây có một cái trường học ở đây. Đó quý vị. Và đây là cái mặt tiền của căn biệt thự này. Mặt tiền thì được chủ nhà đắp phù điêu, đắp phào chỉ rất là kiên cố và có gắn những mắt ngọc màu xanh rất là đẹp ở đây. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo những video mới nhất mà Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem đây quý vị, mặt tiền thì được chủ nhà đắp phù điêu, đắp vào chỉ sơn cẩm thạch quý vị nhé. Còn sơn cái màu này thì tùy theo gam màu của mỗi sở thích của mỗi người. Người thì thích màu trắng, người thì thích màu xanh, người thì thích màu vàng. Quý vị về có thể sơn lại theo sở thích của mình. Mình xem kỹ cái cơ sở hạ tầng cũng như khu vực vị trí view sân vườn rồi mình sẽ vào trong để tham quan chi tiết ở trong quý vị nhớ xem hết video Hồng Sơn sẽ quay kỹ cho quý vị xem anh chị nào đang có lô đất tương tự như thế này mà đang có ý định xây biệt thự thì có thể tham khảo theo cái mẫu này nếu thấy hợp lý thì mình có thể áp dụng và chỉnh sửa một tí theo cái ý thích của mình phía bên phải đây thì mình sẽ có một tiểu cảnh hòn non bộ một à, khu vực thác nước ở đây quý vị nhé, Ở đây mình bật lên là nước sẽ chảy ở đây. Dưới đây thì chủ nhà thả cá coi. Ở trên thì có một cái tròi à, lục giác ở đây quý vị này. Đây có tròi lục giác ở đây nhé View này thì mình ngồi ăn nhậu, mình uống trà, uống cà phê ở chòi à, lục giác này. Một view rất là mát mẻ. Khu vực view sân vườn phía trước của căn nhà. đây quý vị những cây cảnh cây bonsai rất là đẹp ở khu vực này đây có cây lục vừng nữa này và bên trái mình đây thì sẽ có gara đậu xe hơi đây có gara đậu xe hơi riêng ở đây quý vị nhé đây mình chạy xe hơi uh, xe máy xe honda ở đây với diện tích uh, chiều ngang 10m chiều dài 43m trên đây thì góc này có sân thượng và góc này cũng có sân thượng trước quý vị nha mặt tiền này Nhà một trệt một lầu trên cùng, chủ nhà lập ngói. Hai bên thì sẽ có hai hàng cây cảnh cây bonsai ở đây. Và mình đi lên thì sẽ đi lên một cái bậc tam cấp ở đây, đây là bậc đá quý vị nhá Năm bậc. Đây thì chủ nhà lót à, gạch điểm ở đây. Và hệ thống đồ gỗ của nhà này chủ yếu là gỗ gõ đỏ quý vị. Đây là gỗ gõ đỏ được à, chọn lọc và bên công ty làm. Theo như anh chủ nhà thì đặt à, khá kỹ và có báo hành luôn quý vị nhé. Cửa chính bằng gỗ đỏ, còn cửa cổng thì bằng hợp kim, nhung đúc. Trong đây là khu vực à, phòng khách này. Phòng khách thì anh chủ nhà kê à, đơn giản quý vị nhé. Một bộ bàn ghế gỗ à, đỏ nhỏ và tường thì được chủ nhà xây tường 20. Phía trên là hệ thống trần trí thạch cao một căn à, biệt thự mini, biệt thự sân vườn được chủ nhà làm mà trần chỉ rất là hầm hố quý vị. Bên đối diện là khu vực kệ TV và khu vực phòng khách thì được chủ nhà đi à, phào chỉ, đắp phào chỉ à, khá là đẹp quý vị nha. Cầu thang thì được chủ nhà làm trụ cũng như tay vịn bằng gỗ gõ đỏ. Trong đây là khu vực phòng khách thứ hai. Ở đây thì mình à, có thể kê sập ở đây quý vị này mình có thể kê sập cái phản khu vực lớn này và bếp ăn thì chủ nhà thiết kế ở sau nhà. Quý vị về thì cũng có thể thiết kế bếp ở đây được. Khu vực này rất là rộng nha. Và mình nhìn qua cái hành lang bên hông này. Đây là hành lang bên hông, bên trái đây là khu vực sân đậu xe hơi. Đi thẳng ở trong đây thì mình cũng đi vào phòng bếp được và ở đây thì có một cái hồ cá coi, kế bên là một cái phòng vệ sinh ở ngoài, tầng trệt thì có hai phòng vệ sinh. Nhà này có 4 phòng ngủ quý vị nha. View xanh mát, diện tích chiều ngang 10 m và nửa hậu 11 m. Dài 43 m quý vị. Cửa được tất cả được, chủ nhà xây tường 20 và nhà này sẽ có phòng ngủ tầng trệt ở đây. Do phòng ngủ thì đang có người ngủ ở đây quý vị nha. Nên à Hồng Sơn cũng không tiện quay. Tổng nhà này có 4 cái phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh trong đây là khu vực phòng bếp thưa quý vị này phòng bếp rộng rãi ở đây và bên đây thì có cái phòng à, vệ sinh ở tầng trệt rộng rãi đây này nhà có địa chỉ phường bạch đằng thuộc thành phố tân uyên tỉnh bình dương vị trí à, ngay với cầu bạch đằng quý vị à, có nhu cầu đi xem liên hệ với hồng sơn hồng sơn sẽ gửi à, định vị cho quý vị xem và đây có khu vực à, view sân ở bên hông ở đây thì chủ nhà tận dụng làm cái bếp ở ngoài nấu đồ bếp ga cho đỡ mùi quý vị nhé và trong đây khu vực bếp này được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới trong đây là bếp chính này quý vị này khu vực này thì mình kê bàn ăn lớn từ bàn ăn 6 ghế 8 ghế 10 ghế vẫn còn rộng rãi thoải mái luôn bên đây thì có chậu rửa mặt cũng như là gương soi còn à, phía cuối này là một xíu ở đây thì chủ nhà tận dụng làm cái kho để những à, vật dụng ít dùng tới quý vị nha quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để à, nhận được những thông báo những video mới nhất mà trên kênh youtube nhà đất hồng sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị xem kế bên đây là một cái phòng à, vệ sinh ở ngoài dành cho khu vực ngoài mình ngồi ăn nhậu uống cà phê dành cho khách ở ngoài cũng được quý vị nhé Và kế bên đây là cái uh, chỗ xử lý nước thải, những uh, hồ cá coi. Vị trí uh, bên ngoài quý vị này. View đi bên hông mát mẻ. Bây giờ mời quý vị lên lầu trên ta à, tham quan chi tiết ở trên. Và căn biệt thự này đang được chủ nhà gửi bên nhà đất Hồng Sơn chào bán với mức giá 11 tỷ đồng. Quý vị có nhu cầu đi xem, nếu thấy uh, hợp lý thì thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Chủ cũng như tay vịn và con tiện hai bên thì được chủ nhà làm gỗ có đỏ chọn lọc rất là kỹ quý vị nhá, những vân khá là đẹp luôn. Và đá cầu thang thì được chủ nhà làm đá đen kim sa chạy chỉ khá là đẹp luôn. Lên tới lầu trên. Trên đây là khu vực lầu trên quý vị này. Mình xem cái hành lang ở ngoài này trước nhé Bên đây thì có hành lang rộng này. Và ở dưới đây là khu vực à, sân thượng này ở đây một cái sân thượng và kế bên đây một cái sân thượng nữa quý vị nhá một xíu nữa mình ra sân thượng này và nhìn xuống khu vực ở dưới view sân vườn phía trước còn mình quay trên đây trước này ở đây thì vào một cái phòng ngủ ở đây được quý vị nhá cửa này đã đóng rồi trên đây thêm một cái sân thượng trên đây nữa đi cầu thang bộ ở đây khu vực trên đây thì chủ nhà cũng ít sử dụng tới quý vị và hệ thống cửa nhà này đều được chủ nhà làm cửa gỗ, gỗ đỏ Nam Phi quý vị. Lầu trên này thì sẽ có thêm 3 phòng ngủ quý vị. Nhà xây mới, mới sử dụng một hai phòng ngủ thôi. Và phòng ngủ này thì còn nguyên 100%. Chưa sử dụng tới, sàn thì được à, chủ nhà. Ốp à, gỗ gỗ đỏ luôn quý vị nhé. Và phòng ngủ cũng được chủ nhà đắp phào chỉ à, khá là đẹp đây. Kể cả cửa này. Cửa gỗ gỗ đỏ đây quý vị. Gỗ đỏ Nam Phi một căn nhà chính chủ thiết kế xây để ở do điều kiện công việc chủ nhà cần để lại cho anh chị nào có nhu cầu. Và đây là phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ này thì rộng hơn và có phòng vệ sinh riêng trong phòng. Tuy nhiên đang có người ngủ nên Hồng Sơn cũng không tiện quay nhé. Và kế bên đây thì cái phòng ngủ thứ tư. Phòng ngủ thứ tư này rất là rộng rãi nhưng còn đang để trống 100% và để một số vật dụng quý vị nào có nhu cầu đi xem liên hệ với Hồng Sơn để xem trực tiếp sàn trên đây cũng được chủ nhà lót gạch bóng kính 80 80 khu vực sau này thì kê máy giặt ở khu vực lầu trên mình tận dụng khu vực nhỏ nhỏ nhá ở đây thì mình có thể thiết kế thành cái bếp ở lầu trên này chủ nhà đi sẵn đường ống nước ở đây và khu vực rộng rãi mình có thể kê bàn ăn 6 ghế 8 ghế và đây là phòng vệ sinh ở lầu trên Phòng vệ sinh này thì có phòng sông hơi trong đây luôn các vị nhé. Phía trong đây là có cái phòng à, sông hơi ở đây. Một căn biệt thự à, tòa lạc phường Bạch Đằng, thành phố Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Diện tích ngang 10 sâu 43 có 200 m thổ cư đang được chủ nhà gửi bên Hồng Sơn cũng như bên các sàn giao dịch chào bán với mức giá 11 tỷ đồng, vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Cô chú anh chị đang xem video, nếu thấy căn nhà này đẹp hợp lý, có nhu cầu đi xem thì liên hệ với Hồng Sơn qua số điện thoại trên màn hình. Và quý vị xem tham khảo thì cho Hồng Sơn xin một tim, một like, một đăng ký kênh để nhận được những thông báo những video mới nhất. Trên đây là khu vực phòng thờ cũng như là phòng khách thứ hai. Mình có thể thiết kế làm phòng thờ hoặc là phòng khách thứ hai ở đây quý vị nhé. Hiện tại thì chủ nhà để phòng thờ. Hồng Sơn không có quay vào khu vực phòng thờ quý vị nhé và đây là ban công phía trước ban công này xung quanh đây thì được chủ nhà đắp phào chỉ đắp phù điêu được uh, sơn cẩm thạch khá là đẹp ở đây và view ban công phía trước này đây có ban công nhé và từ vị trí này thì mình nhìn xuống cái view sân vườn này quý vị nhé view sân vườn ở đây một khu sân vườn xanh mát có cây cảnh cây bonsai lớn nhỏ xen kẽ với nhau Chào quý vị video của Hồng Sơn đến đây kết thúc cảm ơn quý vị đã theo dõi video chúc quý vị một ngày mới vui vẻ tràn đầy hạnh phúc bên người thân và gia đình đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như lưu số điện thoại của Hồng Sơn để Hồng Sơn có động lực ra những video tiếp theo nhé Xin chào